Chuyện cầu thủ Việt ra nước ngoài thi đấu đã không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Tuy chưa có ai thực sự thành công rạng rỡ, tuy nhiên cơ hội ra nước ngoài thi đấu đã mở ra một cánh cửa mới cho các cầu thủ Việt nói riêng và bóng đá nước nhà nói chung. Hãy cùng chuyên mục Bên lề sân cỏ điểm qua 13 cầu thủ Việt Nam đã từng xuất ngoại thi đấu. Lê Huỳnh Đức, huấn luyện viên của SHB Đà Nẵng hiện tại chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài chơi bóng. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, tiền đạo Lê Huỳnh Đức đã có 4 tháng thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo của câu lạc bộ Trùng Khánh Lực Phàm từ câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2001. Để có được sự phục vụ của anh, câu lạc bộ Trung Quốc đã phải đổi 3 cầu thủ cho ngân hàng Đông Á, đồng thời chi 60 triệu xe đặc chủng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ được xem là một bản hợp đồng mang tính thương mại, chân sút lừng danh của đội tuyển Việt Nam vẫn kịp để lại dấu ấn với một bàn thắng sau 4 lần ra sân. Lương Trung Tuấn. Năm 2005, Lương Trung Tuấn nhận án phạt treo giò khá nặng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì dính líu tới hành vi bán độ ở Hành Gia Lai. Từ một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất của bóng đá Việt Nam lúc ấy, anh phải dùng visa du lịch để lang bạt sang Thái Lan tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình. Anh khoác áo Thái Bọ ở mùa giải 2005 và thi đấu khá tốt. Sau khi hoàn thành xong án phạt, Trung Tuấn trở về Việt Nam để đầu quân cho câu lạc bộ Bình Định. Lê Công Vinh. Tiền đạo thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từng có thời gian khoác áo câu lạc bộ Leicester của Bồ Đào Nha thông qua sự giới thiệu của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam khi ấy là ông Calisto. Tuy nhiên, phải đến lần thứ hai xuất ngoại để thi đấu cho câu lạc bộ Consadole Sapporo, đội bóng đã biến Chanip Son Racing trở thành cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á vào năm 2013. Anh mới thực sự để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng và đóng góp khá nhiều vào lối chơi của đội bóng Nhật Bản. Thậm chí, câu lạc bộ này còn bày tỏ ý định muốn mua Đức Anh từ Sông Lam Nghệ An với mức giá là 120.000 đô la ở thời điểm đó. Tài năng nhưng bạc mệnh là những gì có thể nói về Nguyễn Tuấn Anh. Cầu thủ của Hành Gia Lai được đánh giá là sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo Hành Gia Lai JMG khóa đầu tiên. Nhưng những chấn thương dai dẳng đã khiến cho anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cuối năm 2015, Hành Gia Lai và Yokohama FC ký văn bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Theo đó, Tuấn Anh sẽ chơi cho câu lạc bộ Yokohama FC tại giải hạng nhì Nhật Bản J-League 2 vào mùa giải 2016. Tuấn Anh được gửi gắm sang đội bóng thi đấu ở J-League 2 là Yokohama FC với nhiều sự kỳ vọng. Anh đã được tạo điều kiện khá tốt để thi đấu và thậm chí đã ghi bàn. Tháng 9 năm 2016, Tuấn Anh có trận đấu thứ hai cho Yokohama FC ở trận đấu gặp Basero Nagano FC ở vòng 3 Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Trong trận đấu này, anh đã được đăng ký ra sân ngay từ đầu và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội để ấn định tỷ số 3-2, qua đó giúp Yokohama FC giành vé vào vòng 4 Cúp Hoàng đế Nhật Bản. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Yokohama FC. Nhưng đôi chân pha lê của tiền vệ người Thái Bình đã không cho phép anh cống hiến những gì tốt nhất của mình. Cuối tháng 10 năm 2016, Nguyễn Tuấn Anh đã gặp một chấn thương. Sau một năm ở xứ mặt trời mọc, Tuấn Anh trở về Hoàng Anh Gia Lai với những vết sẹo mới trên đầu gối. Hơn một năm trở lại sau những chấn thương đeo bám, Tuấn Anh chơi với phong độ thăng hoa ở đội tuyển quốc gia và hứa hẹn một Tuấn Anh bùng nổ trong tương lai. Lương Xuân Trường, một trong những cầu thủ lứa đầu của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Hàn Quốc Incheon United theo dạng cho mượn. Trong 2 năm thi đấu với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD năm, kết thúc K-League 2016, Incheon United đứng ở vị trí thứ 10/12. Xuân Trường ra sân 4 lần trong tổng cộng 38 trận của mùa giải, trong đó có 2 trận thắng và 2 trận thua. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2016, Lương Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC theo dạng hợp đồng cho mượn, có thời hạn 1 năm. Sau đó, vào đầu năm 2018, anh kết thúc hợp đồng và trở về khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Đầu năm 2019, anh chuyển từ Hoàng Anh Gia Lai sang Buriram United theo dạng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Sau khi ngồi dự bị 6 trận liên tiếp, Lương Xuân Trường được tung vào sân ở phút thứ 79 thay cho Zakhaban Kalbok ở trận gặp Benjin Guam ở AFC Champions League. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Buriram United bằng một pha sút phạt đẳng cấp vào lưới Nakrok Ratchasima ở vòng 9 Thái League. Phút thứ 21, Buriram được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách hơn 20m chính diện cầu môn và Xuân Trường đã ghi bàn thắng bằng pha sút phạt. Bàn thắng trên được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của tháng 5 Thái League 1. Sau 4 tháng, anh chia tay câu lạc bộ Buriram United và trở về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ Hành Gia Lai. Nguyễn Công Phượng. Cuối năm 2015, Công Phượng và đội bóng Mito Hollyhook Nhật Bản ký kết hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm tại J-League 2 với giá trị là 100.000 USD.
Trong một năm ở xứ sở hoa anh đào, cầu thủ gốc Nghệ An không được tạo nhiều điều kiện để thi đấu, cộng thêm việc đang gặp chấn thương đã khiến anh không thể nào chứng tỏ được tài năng của mình. Sau đó, anh trở về thi đấu cho Hàng Gia Lai. Tháng 2 năm 2019, Nguyễn Công Phượng ký hợp đồng một năm theo dạng cho mượn với đội bóng Incheon United, Hàn Quốc. Ở tuổi 24, không còn là một cầu thủ trẻ ở dạng tiềm năng như ngày nào, anh chuyển tới Incheon United với những khát khao chứng tỏ giá trị bản thân và giới thiệu bóng đá Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng thi đấu ở K-League, Incheon United đã đồng ý kết thúc sớm hợp đồng với Nguyễn Công Phượng theo nguyện vọng của anh. Đến tháng 7 năm 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ St. Truiden của Bỉ để trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Lê Công Vinh có cơ hội thi đấu ở châu Âu. Công Phượng đá chính trong trận đấu giao hữu cuối cùng của St. Truiden trước mùa giải mới khi St. Truiden tiếp Le Mans trên sân nhà thua 1-2. Anh khoác áo trận đấu chính thức của St. Truiden khi thua Club Brugge 06 vào tháng 8 năm 2019 khi vào sân thay người ở phút 70. Cho tới nay, anh đã đá thêm được một trận cho đội trẻ St. Truiden trong trận đấu với Anderlecht và được tung vào sân trong hiệp 2. Không thật sự thành công nơi đất khách, đầu năm 2020, Công Phượng trở về Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các trận đấu vừa qua, Công Phượng chơi thăng hoa và ổn định, khẳng định lại vị thế của một Messi Việt Nam trên sân cỏ. Nguyễn Hữu Anh Tài cũng được gửi tới những đội bóng ở nước ngoài thi đấu như các đàn anh trong câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là trường hợp của Nguyễn Hữu Anh Tài vào đầu năm 2017. Hậu vệ sinh năm 1996 được câu lạc bộ Yeongbu thuộc K-Pa Basic League mượn ở mùa bóng mới. Tài năng trẻ của Bầu Đức đã được tạo điều kiện để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và anh cũng để lại một trong những dấu ấn nhất định cho câu lạc bộ Yeongbu. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên vì sau khi trở về đội bóng chủ quản, anh hầu như chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ ra sân trong một vài trận đấu. Nguyễn Hữu Khôi trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định và được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura. Nhưng cái tên Nguyễn Hữu Khôi chỉ thật sự được người hâm mộ biết đến khi anh vô địch giải K3 Basic League, giải hạng 5 Hàn Quốc cùng câu lạc bộ Seongwon City. Tiền đạo sinh năm 1992 đã có 5 lần ghi bàn sau 19 trận thi đấu trong màu áo đội bóng này. Được biết, bản hợp đồng được ký kết giữa anh và câu lạc bộ hồi đầu năm 2018 vẫn còn thời hạn và phía ban lãnh đạo đội bóng rất muốn anh tiếp tục thi đấu. Đặng Văn Lâm. Trước khi về Việt Nam thi đấu, thủ thành Đặng Văn Lâm là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Spartak Moscow và Dynamo Moscow của Nga. Sau hai giai đoạn thi đấu không thành công ở Hạn Gia Lai, thậm chí có thời bị đẩy sang Lào thi đấu, anh đã trở lại Nga để gia nhập Dulas và Rodina Moscow. Tuy nhiên, khát khao được cống hiến cho đội bóng quê hương thôi thúc Lâm Tây một lần nữa trở về Việt Nam tìm cơ hội khoác áo Hải Phòng. Và cuối cùng, những cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi của thủ môn sinh năm 1993 đã được đền đáp, xứng đáng với hợp đồng khủng từ đại gia Thái Lan, Mường Thông United. Mitchell Nguyễn sinh ngày 4 tháng 12 năm 1989 tại Tiệp Khắc, có cha là người Việt, mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh đang thi đấu vị trí trung vệ và từng khoác áo các câu lạc bộ FK Panik Moss tại giải hạng nhất của Cộng hòa Séc, Pekamet Bình Dương tại Việt Nam và Air Force Central tại Thái Lan. Tại giải vô địch quốc gia Malaysia mùa này, sau 3 vòng đấu đầu tiên, Mitchell Nguyễn đã được thi đấu trọn vẹn 270 phút cho câu lạc bộ Selangor. Trong quá khứ, Mitchell Nguyễn từng 2 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và anh vẫn hy vọng được gọi trở lại một lần nữa. Diệp Hoài Xuân sinh năm 1992 tại Bạc Liêu. Anh khởi nghiệp ở vị trí tiền đạo trong màu áo câu lạc bộ Đồng Tháp. Sau đó, cầu thủ gốc Khmer này đã chuyển sang Campuchia thi đấu cho câu lạc bộ Kirisvong Son Sen Cheng và để lại ấn tượng đậm nét. Năm 2016, Diệp Xuân Hài trở lại Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng rồi Thành phố Hồ Chí Minh, Kirivong Sok Son Cheng và hy vọng trong tương lai sẽ được khoác áo đội tuyển Campuchia. Đoàn Văn Hậu. Đầu tháng 9 năm 2019, Đoàn Văn Hậu chính thức ra mắt SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm với giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 1,5 triệu đô, khoảng 38,3 tỷ đồng. Tại giải vô địch quốc gia Hà Lan với mức lương tối thiểu trước thuế mà Đoàn Văn Hậu được nhận là khoảng 11 tỷ đồng trên năm. Qua đó anh trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất Việt Nam và cũng là cầu thủ người Việt đắt giá nhất từ trước đến nay. Cho tới tháng 3 năm 2020, Văn Hậu chỉ ra sân chính thức được 4 phút. Phần lớn khoảng thời gian còn lại, Văn Hậu làm quen với băng ghế dự bị và là cầu thủ chính của đội Young Heerenveen. Nguyễn Xuân Nam. Xuân Nam trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của TNT. Anh được gọi lên tuyển U16 quốc gia năm 2010. Năm 2015,
anh thi đấu cho SHB Viên Chăng tại Lào Grand Prix năm 2015 theo dạng cho mượn từ Hà Nội TNT. Tuy nhiên, đây hóa ra lại là môi trường phù hợp với Xuân Nam khi anh ghi được 15 bàn thắng và đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Lào. Thành tích đó đã giúp anh nhận được lời đề nghị nhập tịch Lào để khoác áo đội tuyển quốc gia nước này. Nhưng Xuân Nam đã từ chối, vẫn hy vọng được trao cơ hội tỏa sáng trên mảnh đất quê hương. Sau đó, Nam trở lại V-League khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm 2016. Mùa giải năm 2019, anh trở thành vua phá lưới giải V-League 2 trong màu áo câu lạc bộ Phố Hiến. Hiện nay, Xuân Nam đang chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chàng tiền đạo thất sủng ngày nào từng trôi dạt sang giải Lào League xa xôi, nay đã trở lại sân chơi V-League để khẳng định chính mình, và anh đang đúng khi bước từng bước trên chặng đường ấy.